Bạn đang xem Người đưa tin TV. Theo quy định mới của Bộ Y tế, F1 nếu tiêm đủ liều vaccine COVID-19 chỉ còn cách ly tại nhà 5 ngày. Ngày 21 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành hướng dẫn mới về cách ly y tế với F0 và F1. Theo hướng dẫn này, F1 tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày, đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm được xác định là F1. Có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 sẽ cách ly 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học, bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng. Trường hợp này thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp PCR khá nguyên vào ngày thứ năm. Nhân viên y tế thực hiện việc test hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện 5K. Nếu dương tính thì xử lý theo quy định. Trong quá trình cách ly, người dân tự theo dõi sức khỏe khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, đau họng, ho, khó thở, đau người, ấn lạnh, cần báo ngay cho cơ quan y tế. Hướng dẫn mới ban hành của Bộ Y tế cũng quy định những trường hợp là F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine thì cách ly y tế 7 ngày. Các yêu cầu về nơi cách ly, cách thức xét nghiệm giống như trên. Tuy nhiên, nhóm này xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 7. Nếu âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 3 ngày, thực hiện nghiêm 5K và báo cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Thời gian cách ly F0 duy trì như hướng dẫn tại quyết định 250 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế. Định nghĩa người tiếp xúc gần F1 vẫn được giữ nguyên như hướng dẫn tại công văn 11042. Cảm ơn bạn đã xem người đưa tin TV.